Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bị quét rác chúng, ra tay đoạt mạng người. Ngày 24 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông ngoài 50 tuổi đang tưới cây trước căn nhà trên đường 3A, phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân. Thì bất ngờ có một người mặc đồ xe ôm công nghệ đi tới, cầm hung khí tấn công liên tiếp vào người đàn ông này. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản kháng, gục ngay tại chỗ. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, ông V được người thân phát hiện nằm gục trước sân căn biệt thự tại phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng. Anh L, con ông V cho biết, nghe tiếng la hét của cha, anh từ trên lầu chạy xuống thì phát hiện cha mình nằm gục ngoài sân, còn hung thủ thì đã bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa khu vực hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường thu giữ hung khí cán vàng dài khoảng 30cm. Truy vết qua camera, lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên mặc áo Grab dùng hung khí xiên nhiều nhát vào người ông V khi ông V đang tưới cây trước căn biệt thự. Gây án xong, người thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo thông tin từ phía người dân, trước đó nhiều ngày có thấy một nam thanh niên hay đi lại trước khu vực nhà nạn nhân. Quá trình điều tra truy quét, Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ tại quận Bình Tân, được xác định là nghi phạm trong vụ đoạt mạng ông V, 58 tuổi, chủ căn biệt thự trên đường số 3A, phường Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Bình Tân đã tổ chức lấy lời khai của đối tượng. Tại cơ quan công an, sau vài giờ đấu tranh, Việt đã thừa nhận hành vi đoạt mạng của ông V. Về lý do, Việt cho biết, hàng ngày Việt thường chạy bộ ngang nhà ông V để tập thể dục buổi sáng. Có một lần ông V vô tình quét rác chúng người Việt mà không xin lỗi, nên Việt ấm ức trong lòng. Sốc với lời khai của nghi phạm. Theo lời khai của Việt, nghi can này thuê nhà ở gần căn biệt thự của gia đình ông V. Việt cho biết, hàng ngày Việt thường chạy bộ ngang nhà ông V để tập thể dục xung quanh công viên đường số 3A, phường Bình Trị Đông Bê. Một lần Việt chạy thể dục ngang qua trước nhà thì vô tình ông V quét rác trúng vào người. Hai người có lời qua tiếng lại, ông V không xin lỗi mà chửi bới nặng nề và nhìn với ánh mắt khinh thường Việt nghèo. Những ngày kế Việt vẫn chạy thể dục thì ông V được cho là nhìn theo Việt với ánh mắt khinh đều. Điều này khiến Việt sinh hận trong lòng, ấm ức và nảy sinh ý định trả thù tàn độc. Đêm ngày 23 tháng 6 năm 2022, Việt ngủ lại tại tiệm mỹ phẩm và lên kế hoạch đóng giả người lạ để ra tay. Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2022, Việt dậy tập thể dục, đồng thời chuẩn bị một ba lô màu đen, áo khoác màu xanh của xe ôm công nghệ Grab và một hung khí dài khoảng 30cm. Việt xách ba lô đến gần nhà ông V, đặt ở sát bờ tường dưới bụi cây và đi tập thể dục như bình thường. Khoảng 6 giờ 20 phút, Việt quay lại bụi cây, thủ sẵn hung khí, mặc áo Grab để ngụy trang, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang màu đen, đi đến nhà ông V, thấy cửa mở, chủ nhà đang quét rác ở sân, tưới cây bên hông căn biệt thự. Việt chạy vào, người đàn ông lúc này bước tới hỏi, sao mày vào đây? Thì bị Việt dùng hung khí tấn công nhiều nhát vào nạn nhân, khiến nạn nhân ngã xuống. Thấy người nhà ông V trong nhà chạy ra, Việt vứt hung khí tại hiện trường rồi tẩu thoát. Việt chạy tới bụi cây cởi áo Grab, quần thun dài, giày thể thao, mũ, rồi mặc áo thun, quần ngắn, đi chân trần về tiệm mỹ phẩm, rửa tay chân. Sau đó Việt định quay lại hiện trường lấy trang phục khi gây án nhưng không thực hiện được. Nghi phạm liền chạy về nhà như chưa có chuyện gì, rồi lấy xe máy biển kiểm soát 59X2-76627
quay lại lấy trang phục lúc gây án rồi vứt xuống kênh trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn, quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, tạm trú quận Bình Tân để điều tra về hành vi đoạt mạng người. Khi bị công an bắt giữ vào lúc 15 giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2022, ban đầu Việt nói rằng lực lượng công an đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, qua đấu tranh và trưng ra nhiều chứng cứ, Việt đã phải cúi đầu nhận tội. Hồ sơ đối tượng trong vụ án mạng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Nói về vụ việc, đối tượng Việt cho rằng bị chủ nhà nhìn với ánh mắt coi thường, khinh nghèo. Nhiều người xung quanh nói rằng có những vụ án mạng xảy ra vì những lý do dở hơi như bị liếc mời bia không uống. Nhưng riêng vụ này, không ai tin động cơ gây án của hung thủ với lý do quá đơn giản như trên, dựa vào 3 chi tiết. Thứ nhất, hàng xóm cho biết chủ căn biệt thự sống hòa thuận với hàng xóm, thường dậy từ 5 giờ tập thể dục rồi tưới cây. Thứ hai, nghi phạm khai động cơ gây án là thường gặp chủ biệt thự khi chạy tập thể dục buổi sáng. Gần đây khi anh ta chạy ngang qua nhà thì bị chủ nhà quét rác trúng người nhưng không xin lỗi, nên hai bên cự cãi. Việt cho rằng sau lần đó, mỗi khi đi qua đều bị chủ nhà nhìn với ánh mắt coi thường. Thứ ba, mấy ngày vừa qua, họ thấy thanh niên lạ mặt hay lảng vảng trước căn biệt thự. Do đó về động cơ gây án, cần phải làm rõ nhiều nghi vấn để có thể làm sáng tỏ vấn đề. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh Hà Nội cho biết, quyền sống là quyền cao quý nhất của con người. Hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, nghi phạm lên kế hoạch đoạt mạng ông về, chuẩn bị hung khí chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng ngày 24 tháng 6, Việt mặc áo tài xế công nghệ để đến nhà xiên ông về gần 20 nhát, khiến ông về qua đời. Từ những hành vi nêu trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu quan điểm, xét hành vi phạm tội của nghi phạm rất côn đồ, hung hãn, thực hiện tội phạm đến cùng, sử dụng hung khí nguy hiểm, đang tâm tước đoạt đi tính mạng ông về, rất dã man, tàn ác, đã cấu thành tội đoạt mạng người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm N, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây tang thương mất mát, không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối diện hình phạt tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.